Trần Nhân Tông, hoàng đế anh minh bậc nhất lịch sử. Trần Nhân Tông sinh năm 1258, mất năm 1308. Tên khai sinh là Trần Khâm, là vị hoàng đế thứ ba của nhà Trần nước Đại Việt. Ông trị vì từ ngày 8 tháng 11 năm 1278 đến ngày 16 tháng 4 năm 1293, sau đó làm Thái Thượng Hoàng cho đến khi qua đời. Trần Nhân Tông là một trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Sau khi đẩy lùi các cuộc xâm lược của người Mông Cổ, Trần Nhân Tông đã khôi phục sự hưng thịnh của Đại Việt, đồng thời thực thi phương sách ngoại giao vừa mềm dẻo vừa cứng rắn với nhà Nguyên. Năm 1293, ông truyền ngôi cho Thái tử Trần Thuyên, tức vua Trần Anh Tông, và lên làm Thái Thượng Hoàng. Trần Nhân Tông cũng chính là vị tổ sáng lập Thiền Phái Trúc Lâm, một dòng thiền Phật giáo mang bản sắc văn hóa Việt Nam và tinh thần nhập thế.